Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Gian ATX 790, dòng xe đạp không nhôm, sử dụng bộ group chuyển động Shimano Alivio, giảm sóc hơi bánh 26. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, nước sơn nguyên bản. Tông bóng em về tông màu đen trắng, cực kỳ là đẹp mắt. Toàn bộ khung là nhôm hết, sử dụng công nghệ nhôm Alux SL, công nghệ nhôm tiên tiến của dòng Gian, và đã giúp cái thương hiệu Gian này coi như là sản xuất khung tốt nhất thế giới bởi cái công nghệ Alux này. Công nghệ SL nó giúp khung siêu nhẹ hơn, bền hơn. Thương hiệu Gian, thương hiệu rất là quen thuộc với các bác chơi xe tại thị trường Việt Nam. Do là xe bãi và đã qua quá trình sử dụng nên là khung xe các thứ là xuất hiện những cái vết xước, xước nhỏ không thể tránh khỏi. Đó. Còn tổng thể xe và chuyển động thì còn rất là tốt. Trang bị bộ group chuyển động của Alivio từ đè chuyển số sau đến gạt đĩa trước. Hai tay bấm trên đều là full hết Alivio. Đây là 9 tầng líp và 3 tầng đĩa cho 27 tốc độ khác nhau, sử dụng thêm phanh dầu của Shimano. Dầu Shimano giảm sóc hơi, sóc hơi Evicon của SR Sun Tour 26 inch, bánh 26 inch. Như trước là Lovatec bánh bi vòng. Như sau Lovatec cối lỗ, bánh cối lỗ bạc đạn. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe là size S ghi khung, phù hợp cho các bác từ khoảng 1m60 đến 1m70 đi phù hợp. Sử dụng bộ chuyển động full Alivio 9 tầng líp, 3 tầng đĩa, 27 tốc độ khác nhau. Chuyển động thì như các bác thấy trên hình cuối cùng là mượt mà, lên xuống rất nhẹ nhàng như này. Vâng, và em vừa giới thiệu nhanh qua đến các bác mẫu xe đạp địa hình Gian ATX 790, trang bị bộ chuyển động full Alivio, giảm sóc hơi, bánh bi vòng bạc đạn, đang được bán tại cửa hàng em. Mức giá thì có là 8.600.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.